Chào mừng các em đến với kênh Thầy Linh. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em mở bài tập toán lớp 5, bài 116, phần luyện tập chung. Trong lúc xem bài giảng của thầy Linh, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Linh để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mời xem bài giảng hôm nay. Giờ bài luyện tập chung, câu số 1, tính những cách xung quanh và thể tích của hình hợp chữ nhật có. Câu A, chiều dài là 0,9m, chiều rộng là 0,6m và chiều cao là 1,1m. Như vậy mình sẽ áp dụng công thức mình tính bình thường thôi. Giờ thầy sẽ làm câu 1A trước nhé. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ đi tính diện tích xung quanh của hình hợp chữ nhật trước nhé. Giờ diện tích xung quanh của hình hợp chữ nhật thì mình lấy chiều dài nhân chiều diện tích xung quanh chính là chu vi đáy nhân chiều cao, đúng không? Chu vi đáy chính là chiều dài cộng cho chiều rộng tất cả nhân cho 2 chính là chu vi đáy. Mình sẽ nhân tiếp cho chiều cao thì sẽ ra diện tích xung quanh, đúng không? Như vậy là 0,9 cộng cho 0,6 thì sẽ là 1,5, nhân 2 sẽ là 3. 3 nhân cho 1,1 sẽ là 3,3, đúng không? Đơn vị sẽ là gì? Chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều là mét, thì diện tích xung quanh sẽ là mét vuông, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đi tính thể tích của hình hợp chữ nhật luôn. Giờ thể tích của hình hợp chữ nhật thì mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Giờ 0,9 nhân cho 0,6, giờ nhân tiếp cho 1,1. Giờ mình sẽ lấy nhất gian mình tính xem bằng bao nhiêu. 0,9 nhân 0,6 sẽ là 0,54, nhân tiếp cho 1,1 thì sẽ là 0,594, đơn vị sẽ là mét khối. Giờ mình sẽ làm câu tiếp, câu B tương tự. Câu B thì mình cũng tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hợp chữ nhật nhé. Giờ như vậy là mình sẽ lấy chu vi đáy nhân chiều cao. Chu vi đáy chính là chiều tổng của chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2. Giờ nhân cho tiếp cho chiều cao là ra kết quả, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ lấy tổng chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2 nhé. Như vậy là chiều dài sẽ là 4/5 cộng cho chiều rộng sẽ là 2/3. Giờ tất cả nhân cho 2, rồi nhân tiếp cho chiều cao sẽ là 3/4 nhé. Giờ mình sẽ lấy duy nhất và mình tính xem kết quả bằng bao nhiêu nhé. Như vậy là 4/5 cộng 2/3 nhân 2 thì sẽ bằng 44/15, nhân cho 3/4 thì kết quả sẽ là 132/60. Mình sẽ rút gọn thành 11/5 nhé. Đơn vị sẽ là chiều dài, chiều rộng, chiều cao là decimet, thì diện tích xung quanh sẽ là decimet vuông.
sớm này. Giờ tiếp theo mình sẽ đi tính thể tích của hình học chữ nhật nhé. Giờ như vậy thể tích hình học chữ nhật mình sẽ chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao, 4 phần 5 nhân 2 phần 3 rồi nhân cho 3 phần 4. 4 phần 5 nhân cho 2 phần 3. Giờ nhân tiếp cho 3 phần 4. Giờ như vậy mình thấy là 3 trên 3 dưới biến mất, 4 trên 4 dưới biến mất. Như vậy tử số còn số 2, mẫu số còn số 5. Như vậy kết quả sẽ là 2 phần 5. Để xin mấy khối nhé. Đúng này. Thể tích sẽ là khối. Giờ như vậy là mình xong, mình sẽ đáp số nhé. Bây giờ đáp số câu A sẽ là 3,3 mét vuông và 0,594 mét khối. Và tiếp theo là đáp số câu B luôn nhé. Giờ như vậy đáp số câu B sẽ là 11 phần 5 dm vuông. Và 2 phần 5 dm khối nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 có em mà có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy qua bài cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 nhé. Giờ tiếp theo là câu số 2. Mô hình lập phương góc cạnh là 3,5 dm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Như vậy là mình sẽ áp dụng công thức mình tính được đúng không? Diện tích toàn phần chính là cạnh nhân cho xéo. Còn thể tích là cạnh, nhân cho cạnh đúng không? Giờ câu số 2 này dễ, mình sẽ làm luôn nhé. Giờ trước hết mình sẽ đi tính diện tích toàn phần của hình lập phương nhé. Giờ diện tích toàn phần chính là diện tích một mặt nhân cho sáu, có nghĩa là 3,5 nhân 3,5 giờ nhân cho sáu. Như vậy là 3,5 nhân 3,5 giờ nhân cho sáu. Các em lấy nhấn nhép cho mình tính nha. Như vậy là 3,5 nhân 3,5 chứ sẽ là 12,25 nhân tiếp cho sáu thì sẽ là 73,5 đúng nè. Đơn vị sẽ là dm vuông nè. Diện tích sẽ là vuông. Giờ tiếp theo mình đi tính thể tích của hình lập phương luôn.
Như giờ mình sẽ lấy cạnh nhân cạnh nhân cho cạnh nhé. 3.5 nhân 3.5. Giờ nhân tiếp 3.5. Như giờ là 3.5 nhân 3.5 giờ nhân tiếp 3.5. À, các em lấy những giá nha, mình tính nha, ở đây thì cho kết quả luôn. 3.5 nhân cho 3.5 là 12.25. Nhân tiếp 3.5 sẽ là 42.875 nha. Đơn vị sẽ để xin được không thì tức là khó nha. Giờ đáp số luôn. Như vậy đó, đáp số sẽ là 73.5. Để xin nhập dung. Và 42.875. Để xin nhập khấu. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo câu số 3, biết thể tích của hình lập phương bằng 27 cm², hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó. Hướng dẫn có thể tìm độ dài cạnh của hình lập phương bằng cách thử lần lượt các số đo 1 cm, 2 cm, đúng không? Giờ tiếp theo là câu số 3, biết thể tích của hình lập phương bằng 27 cm², hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó. Hướng dẫn có thể tìm độ dài cạnh của hình lập phương bằng cách thử lần lượt các số đo 1 cm, 2 cm, 3 cm. Như vậy là người ta cho thể tích của hình lập phương, chứ hết mình phải đi tìm độ dài cạnh bằng cách mình thử lần lượt các số đo nha. À, sau khi có độ dài cạnh thì mình sẽ tính được diện tích toàn phần của hình lập phương. Giờ thầy sẽ làm câu số 3. Như vậy là ta có, mình sẽ khởi trước nha. Như vậy mình sẽ tìm cạnh bằng cách 1 nhân 1 nhân 1 sẽ bằng 1. Như vậy là 1 sẽ khác với số 27. Như vậy mình sẽ loại đi. Mình sẽ thử tiếp. 2 nhân 2 nhân 2 thì sẽ bằng 8. Như vậy là cũng không bằng số 27. Mình sẽ thử tiếp 3. 3 nhân 3 nhân cho 3 thì sẽ bằng 27, đúng không? Như vậy mình sẽ nhận số 27. Như vậy mình kết luận là độ dài cạnh của hình lập phương chính là 3 cm, vì 3 nhân 3 nhân 3 thì sẽ bằng 27, đúng không? Vậy độ dài cạnh của hình lập phương là 3 cm. Giờ sau khi có độ dài cạnh thì mình sẽ đi tính diện tích toàn phần của lập phương. Giờ như vậy mình sẽ diện tích toàn phần chính là cạnh nhân cạnh giờ nhân cho 6. Vì hình lập phương là hình có 6 mặt, mà mỗi mặt đều là cái hình vuông, là cạnh nhân cạnh, đúng không? Như vậy là 3 nhân 3 giờ như vậy 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 6 sẽ là 54 đơn vị sẽ là cm vuông nha. Giờ đáp số nha. Như đáp số chính là 54 cm³. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn.
Giờ tiếp theo là câu số 4, tính thể tích của khối gỗ có dạng hình bên. Giờ như vậy là mình thấy là cái khối gỗ này gồm có 6 cái hình lập phương nhỏ đúng không? Mà mỗi hình lập phương nhỏ cạnh sẽ là 1 cm. Như vậy trước hết mà sự tính khối thể tích của khối gỗ hình lập phương cạnh là 1 cm trước. Rồi sau đó mình sẽ tính số khối gỗ hình lập phương tạo thành cái khối gỗ lớn này đúng không? Giờ sau đó mình sẽ tính khối gỗ thể tích của khối gỗ nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 4. Thể tích của khối gỗ lập phương cạnh 1 cm là như mình sẽ lấy 1 × 1 và nhân cho 1 sẽ bằng 1 cm khối nha. Giờ tiếp theo mình sẽ tính số khối gỗ hình lập phương tạo thành khối gỗ đó là số khối gỗ hình lập phương tạo thành khối gỗ là giờ như vậy mình thấy đây là hai hàng, mỗi cái này là hai, mà là ba lớp như vậy thì sẽ là 2 × 3 đúng không? Như bằng 6 khối gỗ, 6 hình lập phương. Sau đó mình sẽ đi tính thể tích của khối gỗ nhé. Giờ như vậy mình sẽ lấy mỗi hình lập phương là 1 cm khối nhân cho 6 khối như vậy thì sẽ bằng 6 cm khối đúng không? Giờ đáp số chính là 6 cm khối đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu và bấm click chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.